Sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Lê Bá Dũng, Mãi mãi không quên. Những ngày gần đây, đài phát thanh Lý Đô Sài Gòn mỗi sáng đều tường thuật chuyến đi về Biển Đông của đặc phái viên Đinh Quang Anh Thái trong đoàn đi thăm lại những ngôi mộ vô danh hay hữu danh của các thuyền nhân vượt biển. Những người từng mong muốn thoát khỏi một chế độ cực kỳ tàn ác, dã man Cộng sản Việt Nam, ra đi với ước mơ được sống một đời sống cho ra con người. Họ chẳng may bỏ xác trên biển cả và được chôn tại các đảo xa xăm vùng Thái Lan, Mã Lai, Indonesia. Giọng nói nghẹn ngào, tức tưởi của đặc phái viên khi đứng trước các ngôi mộ cá nhân hay tập thể làm tôi nhớ lại những người bạn sĩ quan đã bỏ mình khi bị đưa đi ở tù tại các trại Cà Tốt, Sông Mau và cuốn phim về trại cải tạo như Quay Chậm Lại. Tuy thời gian đã quá 32 năm, nhưng vẫn còn in đậm nét trong ký ức tôi. Sau khi Phan Thiết mất vào tay Cộng sản, tôi cùng gia đình vào Sài Gòn rồi trôi dạt về Long Xuyên, vùng 4 chiến thuật. Tôi cứ đinh ninh rằng ở Long Xuyên sẽ được an toàn hơn vì chưa bị hao binh tổn tướng. Còn ở Sài Gòn thì sợ sự pháo kích bừa bãi của phía bên kia. Nhưng rồi khi nghe tin ông Dương Văn Minh vừa mới nhậm chức tổng thống đó, thì đã tuyên bố đầu hàng. Tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ. Tôi thấy là hết, chẳng còn hy vọng gì nữa. Tôi cùng với vợ đi trình diện ở Long Xuyên, được người của chế độ mới trả lời. Ở đâu thì về đó mà trình diện. Thế rồi, ngày 7 tháng 5, tôi cùng gia đình về lại Phan Thiết. Đường từ Sài Gòn về Phan Thiết, lúc mới đầu cũng còn tạm được. Nhưng khi đi được nửa đoạn đường thì có một cây cầu bị phá sập và cả một dãy xe đò bị tắc nghẽn. Dân chúng ùn ùn trở về quê cũ. Một người mang một cái xách tay, gương mặt người nào cũng thất thần, buồn bã và xanh xao. Đến chỗ tắc nghẽn, mọi người phải xuống đi bộ, lội qua con suối cạn, chờ đoàn xe từ từ bò xuống suối rồi bò lên. Trời đang mưa. Tôi và vợ con phải tấp vào một trại làm than. Nhìn quanh quẩn không có hàng quán gì cả. Bỗng thấy một bà già đang nấu cơm và kho thịt. Tôi cố ý muốn mua một ít đồ ăn cho gia đình. Bà đồng ý bán cho chúng tôi cơm, chút ít thịt kho với bìu bìu nước. Nhưng trời mưa lạnh và chúng tôi đang đói, nên ngon ơi là ngon. Lúc về đến Phan Thiết, những ngày đầu, tâm trạng tôi vô cùng hoang mang, không biết phải làm gì. Rồi tôi đi trình diện ủy ban quân quản và tìm gặp một số bạn bè. Nếu có nói chuyện với ai ở ngoài đường, người nào cũng lo lắng nhìn quanh quất, xem có bị theo dõi không. Đường phố vắng tanh, nhà nhà đều đóng cửa. Thỉnh thoảng người ta mở cửa he hé một chút, đi ra một lát lại đóng lại. Phan Thiết như một thành phố chết, nét mặt mọi người đều căng thẳng. Tôi tự nghĩ về thân phận mình như con cá nằm trên thớt. Thôi thì cứ ra sao thì ra. Tôi tạm chuẩn bị một cái gì đó. Tôi đến nhà một anh y tá cũ xin một ít thuốc Cologreen và Primaquin. Biết đâu rồi đây tôi bị đưa đi những vùng khỉ ho cò gáy, trừng thiên nước độc. Anh ấy là một hạ sĩ quan rất thân tình. Anh đã dốc hết cả chai cho tôi. Tôi giữ cho mình 20 viên để phòng thân, gặp bạn bè cho mỗi người 20 viên. Sau đó tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Tư, nguyên đại quý sĩ quan hành chánh quân y. Thấy thân sinh anh Tư đang làm dép trâu, tôi đưa tặng anh Tư mấy viên thuốc Cologreen và Primaquin. Ba anh Tư rất mừng và làm cho tôi một đôi dép trâu bằng vỏ lốp xe Jeep. Ngày 18 tháng 6 năm 1975, vì đang loay hoay tìm kế mưu sinh, tôi cùng với một người bạn, anh Cảnh đạp xe ra cây số 17. Anh này có người quen cho đất ở đây. Từ Phan Thiết đến đó hơn 17 cây số. Trời hơi mưa mưa, đến nơi mới thấy đó chỉ là một miếng đất khô cằn. Xung quanh không có sông suối,
Nếu muốn trồng lúa, chỉ có gieo lúa khô, nhờ nước trời mà thôi. Tôi chưa có dự tính gì cho những ngày sắp tới. Rồi khi về đến nhà, vợ tôi cho hay có lệnh ngày mai 19 tháng 6. Tôi phải đi tập trung học tập cải tạo. Thật là quái quăm, ngày 19 tháng 6 cũng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà tôi phải đi tù. Tôi vội ra chợ mua một miếng vải ni lông, về nhà may gấp thành cái võng để sau này khi cần đến thì dùng nó. Máng giữa hai cành cây để nằm nghỉ. Tối hôm đó vợ tôi nấu cơm, tôi ăn hoài mà không thấy no, vì cả ngày đạp xe gần 35 cây số. Sáng hôm sau tôi ra tập họp ở vườn bông, đem theo chừng 10 ký gạo, ít cá khô, vài bộ quần áo. Ra đến nơi gặp anh em Bình Thuận ở vùng xung quanh cũng vừa đến. Mặt mày ai nấy buồn xo, đưa tay chào nhau rồi nói nho nhỏ với nhau. Chẳng biết tương lai ra sao. Khoảng 10 giờ sáng, sau khi điểm danh, chúng tôi được lệnh lên những chiếc xe GMC. Đồ đạc mỗi người chẳng có bao nhiêu. Chiếc xe chở khoảng 40 người, có hai bộ đội Việt Cộng có súng ngồi đằng sau để canh. Đoàn xe di chuyển về thị trấn Phú Long. Nhưng khi gần đến đó, xe đội hướng về một ngã rẽ trái theo con đường liên tỉnh lộ, nối Phú Long qua Thiện Giáo. Đường này chỉ dành cho xe bò đi mà thôi. Nhưng có lẽ họ muốn đánh lạc hướng để vợ con sĩ quan đi trên xe không biết chỗ đến. Lên đến Thiện Giáo, đoàn xe tiếp tục chạy theo liên tỉnh lộ 8. Đường này ngày xưa nối Thiện Giáo với Di Linh, đã bị bỏ lâu rồi, cỏ lác mọc lấn vô nhiều vô kể. Nên xe chạy bị giằng xóc muốn lộn ruột. Đậu vài chục cây số nữa thì xe chúng tôi bắt đầu đi sâu vào rừng. Khoảng 1 giờ sau, được lệnh xuống đi bộ rồi lội qua một con suối cạn, đến một vùng rừng hơi thấp, trên một ngọn đồi nhỏ. Trước khi vào trại, chúng tôi được lệnh tập họp trên một sân đất. Trại là một số nhà bằng lá, nằm trên một ngọn đồi thấp, dưới những tán cây rất cao. Lúc chúng tôi vào, bên phải có những nhà tranh có vách, bên trái là cụm nhà tù rào bằng tre trong một khu rừng rậm. Những dãy nhà dành cho sĩ quan tập trung có hình chữ E bị ngắt đoạn. Nói là nhà, chứ thật ra chỉ có mái che còn bốn bề trống hoác. Chúng tôi được lệnh ngồi xuống, nhìn vào trong trại. Những sĩ quan ở tù, tôi thấy lấu nhấu một số người. Đứng có, ngồi có, mặt mày ốm o và xanh xao. Bỗng tôi nhận ra có một người quen. Té ra là thiếu tá Phạm Minh, chỉ huy trưởng trung tâm yểm trợ tiếp vận Bình Thuận, đang đi ra chỗ để cối xay lúa, đứng ngó chúng tôi. Họ bắt đầu lục xét hành trang của chúng tôi. Tất cả đồ ăn, thuốc men, đồ dùng họ tập trung lại và lấy hết. Do đó tôi vội lấy số đường mang theo khoảng nửa ký, ngốn hết. Nhìn thấy ở hàng trên họ đang tịch thu thuốc của anh em, tôi vội xé cái nón vải đang đội trên đầu. Tôi đội một cái nón vải, trên đó lại thêm một nón lá, sẽ có ích sau này. Ở giữa hai lớp vải tôi nhét vội vào những viên thuốc ngừa sốt rét mang theo. Đây là lúc mấy cán bộ Việt Cộng tha hồ lấy của người làm của mình. Một cán bộ Việt Cộng lấy những cây viết của anh em, gài vào túi áo mình và khoe với bạn. Ê, viết đẹp quá, tụi mày muốn lấy không? Đến lượt tôi bị lục soát. Đồ ăn, mùng mền bỗng đều bị lấy hết. Đến đôi dép trâu tên cán bộ Việt Cộng nói: Hey, các anh làm sao mà có hân hạnh được mang đôi dép này? Rồi lấy luôn. Riêng về cái mền, tôi nói: Trời này lạnh quá, các anh lấy mền thì làm sao tôi sống nổi? Sau đó, nó trả lại. Tiếp đến, tất cả được đưa vào trại. Đi ngang qua một dãy có hai thanh gỗ dài song song, được quét những lỗ tròn để làm còng. Đây là dấu tích trước đây. Tôi nghe kể lại, những sĩ quan sau khi bị bắt được đưa lên đây, tối nào cũng bị còng. Khi Sài Gòn chưa mất, tôi còn nghe chuyện về thiếu tá Phạm Minh khi bị còng đã nói, yêu cầu được đối xử theo quy chế xưa nêu. Thì đám Việt Cộng trả lời, không có quy chế giờ nêu vơ ở đây, mà chỉ có luật của chúng tôi. Và bị còng cả tay lẫn chân cho đến khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng mới mở còng. Lúc gần tối, chúng tôi được cho ăn,
một toán tập hợp 10 người để nhận khẩu phần. Mỗi 10 người được đem ra hai thau, một thau đựng cơm, một thau đựng nước muối. Thau vừa mót vừa dơ, trông còn tệ hơn cái thau cho chó ăn của những nhà nghèo ở Việt Nam. Nước muối màu vàng vàng, đen đen, còn cơm thì ẩm mốc và lẫn với sạn. Tôi phải đổ thêm nước vào để sằng bớt sạn ra. Chúng tôi chia nhau mỗi người hơn một chén cơm, nhai triệu trạo mà cũng ráng nuốt vô. Đó là khẩu phần hàng ngày của chúng tôi ở trại Cà Tót. Đêm đầu tiên gặp thiếu tá Vị, kéo tôi và đại quý Bùi Thanh Minh nằm hai bên cho vui. Ba anh em nói chuyện tiếu lâm đến khuya, vẫn còn cười khúc khích. Đám cán bộ Việt Cộng đi canh nói to, ngủ đi, bộ à, ở tù sướng lắm hay sao mà cười hoài. Dần dần chúng tôi chứng kiến người bị sốt rét quá nhiều. Hàng ngày mặt họ xanh xao và run rẩy trong cái mền dù trời đang nắng ấm. Ngoài hàng rào có một cái lều nhỏ, hỏi ra tôi được biết đó là một người sắp chết bị bỏ đó. Tôi vội lấy một viên thuốc sốt rét để phòng thân. Cả đêm tôi không dám ngủ, trùm mền kín sợ muỗi cắn truyền bệnh. Sáng hôm sau, mượn được cây kim tôi bèn tháo sợi chỉ từ trong cái mền, rồi xếp đôi mền lại, may thành một cái bao và đêm nào tôi cũng trải xuống chung vô. Sau đó chụp cái nón lá lên đầu, ngủ trong bao đó thì yên tâm không lo bị muỗi cắn. Một buổi tối, tôi lấy nước, gặp anh On là trung sĩ quân cảnh của đoàn Liên hiệp kiểm soát đình chiến hai phe. Tôi thắc mắc hỏi anh là trung sĩ sao bị lên đây? Tôi biết anh này từ hồi còn làm ở quân y viện đoàn Mạnh Hoạch, anh thường xin thuốc cho con. Anh ta trả lời rằng khi khai lý lịch họ viết sai trung sĩ ra trung úy và hiện đang làm đơn xin cứu xét lại trường hợp của anh. Vì anh phụ trách, anh nuôi nên anh dẫn tôi về chỗ anh làm và cho tôi mấy miếng cơm cháy, sau đó cho thêm một tấn đường. Bác sĩ ăn đi. Tôi nói cảm ơn anh lắm. Nhưng vì tôi đã ăn hết số đường đem vào nên cho đến nay chưa thấy thèm ngọt. Anh cho tôi ba con cá khô nhỏ. Chiều đó tôi cũng đem chia cho các bạn, người một con. Tôi ngước cái mình và chừa cái đầu lại, để chiều đó được ăn cá khô. Mấy ngày sau vào rừng, thấy một đọt măng bằng sắn đem về. Mượn dao, sắc măng nấu với đầu cá khô, cũng được một bữa ăn gọi là thịnh soạn. Công việc của tôi hàng ngày là cắt tranh, đánh tranh, đốn tre để mở rộng trại tù. Có bữa tôi vác cuốc làm cỏ một vùng gần đó, trồng rau cải, ớt, đu đủ. Sau đó chúng tôi phải làm bản lý lịch trích ngang. Mới đầu thì họ bắt khai sơ lược. Một thời gian sau họ bắt khai kỹ hơn. Nên tôi phải tính toán khai làm sao cho trước sau như một. Bữa nọ, một cán bộ Việt Cộng ngồi gần, nhìn thấy lý lịch của tôi thì nói: Anh là bác sĩ, hồi đó anh mà thấy chúng tôi bị thương thì anh lấy máu truyền cho Mỹ chứ gì? Tôi cười đáp, trước khi truyền cho ai thì máu đó phải được thử nghiệm để xem trong đó có vi trùng những bệnh nguy hiểm hay không. Chứ đâu có phải dễ. Cán bộ ở trên rừng thường bị sốt rét làm sao lấy máu truyền được. Một cán bộ tên Loan cấp bậc trung tá đỡ ngay, thấy cấp dưới đang đối lý bàn nạt ngay. Thôi, tiếp tục làm đi, không nói nữa. Trong thời gian bị giam ở đây, có một số người bị chết vì sốt rét. Tôi không biết nhiều hay ít, nhưng có hai anh tên Long và Biên, khiến tôi nhớ suốt đời. Vì tên của hai anh nhắc nhở tôi nhớ đến cây cầu Long Biên ở Hà Nội. Toán chúng tôi, gồm cả thảy 10 người, đi chôn cất hai anh. Lúc đi chôn, một số ít đống tre chặt dây mây để bệnh lại. Một toán đào hố ở bìa rừng, toán kia chặt tre làm 7 miếng. Và lấy dây rừng bệnh lại thành cái vạt. Sau đó lấy quần áo mặc lại cho họ rồi lấy mền hai vải ni lông cuộn họ lại. Số cây tre theo đúng tục lệ Việt Nam, nam thất nữ cửu. Các anh phải đủ 7 thanh tre được cuộn lại khiêng tới chỗ đào hố. Vùng đó toàn cả sỏi và đá. Chúng tôi không sao đầu sâu được, cố gắng lắm cũng chỉ được 1 mét thôi. Và hạ các anh xuống, lắp đất bung lại. Và một anh vạt rứa tới một cây gần đó, đẽo tên người nằm xuống, vì không có tấm bảng để ghi tên. Anh trưởng toán lúc bấy giờ là Lê Khắc Hai, tức nhà văn Hải Triều.
Sau khi trông xong, anh Lê Khắc Hai hô: Nghiêm, chào tay, chào. Chúng tôi cũng hơi ngượng vì đang ở trong hoàn cảnh tù đầy, mà anh Hai còn giữ lối chào theo quân kỷ. Sau đó anh Hai hô tiếp: Một phút mặc niệm bắt đầu, rồi một phút qua. Nghĩ lại mà thương cảm cho mấy anh sĩ quan chết mà không có được tấm bia, không có được cái hòm, chỉ có 7 thanh tre. Rồi sau này vợ con muốn tìm cũng không biết đâu mà tìm. Một thời gian sau, tôi có dịp gặp lại viên cán bộ Việt Cộng hồi tôi mới đến trại. Đã xét đồ đạc của tôi thấy mỗi khi anh ta bước đi, hai ống quần đánh vào nhau kêu rọt rẹt. Nhìn lại, té ra anh lấy tấm ni lông của tôi. Trước kia tôi may võng, để ra may thành quần. Hơn 2 tháng sau, một buổi sáng, những thiếu tá, trung tá được lệnh chuẩn bị đồ đạc để di chuyển. Tôi không nghĩ họ sắp bị đem đi thủ tiêu, vì không thể thủ tiêu nhiều người cùng một lượt. Về sau, tôi được biết họ được đưa vào trại Suối Máu. Khoảng 2 tháng rưỡi sau đó, một buổi sáng cấp bậc đại úy như chúng tôi được lệnh chuẩn bị đồ đạc để di chuyển. Họ dẫn chúng tôi đi theo đường rừng, từ trại đó trở ra, băng qua rừng về lại theo con đường liên tỉnh. Trên đường đi, tôi thấy những hố bom B-52 thả rất nhiều dọc theo tỉnh lộ. Đến tỉnh lộ 8, thấy xe đợi sẵn, chúng tôi lên xe, họ chở chúng tôi về hướng Bắc. Gần chiều, đến trại gia binh của sông Mau. Mỗi nhà trong khu này được dành cho khoảng 10 người. Sau đó họ bắt chúng tôi đào một hố xí lớn gần ngay ngoài đường, rồi bên trên gác ngang những cái cây để đi vệ sinh. Hố xí đó gần sát ngay hàng rào kẽm gai, tiếp đó là con đường bằng đất, đến nhà dân ở bên kia. Họ ra lệnh rằng những nhà vệ sinh trong trại gia binh phải được lắp đi vì vừa ăn vừa ỉ trong nhà rất mất vệ sinh. Chúng tôi không lắp mà dùng một cái lon đặt xuống, lấy đất cát lắp lên trên để lỡ khi hậu sự vào ban đêm. Nếu lỡ đêm hôm phải đi ra ngoài, tay cầm cây đèn dầu, gặp khi gió thổi tắt, trên trạm canh có thể bắn mình chết lắm. Đến đây họ phát cho tôi 2 chai, một chai dung dịch muối, quinine, có nút cao su, được bọc 2 lớp ni lông, một chai nữa là Solu Cambri, 2 serin, vài cây kim, một chai ancon, một ít gòn, một cái son để nấu, để chích cho những người bị bệnh sốt rét. Mỗi lần chích phải mở lớp ni lông đầu tiên ra, lấy kim đâm xuyên lớp ni lông thứ hai, xuyên qua nút cao su, rút thuốc rồi bọc lớp ni lông đầu tiên lại. Một buổi sáng, anh đại úy Nguyễn Văn Tư bệnh, nghe có người báo tôi qua phòng anh ấy thăm. Anh nói nhức đầu, muốn ói, chóng mặt. Tôi khám thấy anh hơi sốt và cứng cổ. Tôi lục tiền bạc của anh ta và hỏi thăm anh em, ai có thuốc thì dùng tiền ấy mua lại và chích cho anh. Chiều đó, trong khi chờ đợi, tôi báo lên cho trại. Hôm đó anh được đưa lên bộ chỉ huy, bẵng đi 3 ngày, một sớm mai, họ kêu 4 người đi làm việc. Khi mấy người này về tôi hỏi thì được biết, các anh có lệnh đi đào huyệt, rồi 4 người nữa được lệnh đi làm việc. Té ra là họ đem anh Tư đi chung. Tôi nhớ một điểm lạ, trước khi anh Tư chết, một đôi đũa từ phía cao trên bếp tự nhiên rớt xuống một chiếc gậy làm đôi. Có người về sau kể lại với tôi như vậy. Sau một thời gian, hấu xí vì dơ bẩn quá, nên xông ra mùi hôi thối kinh khủng. Đến nỗi người dân không dám đi qua con đường đó, còn những nhà quanh đó thì đóng cửa im ỉm. Một bữa kia, chúng tôi được điều động khoảng 10 người. Đi lên chỗ cách đó khoảng 500 mét, có lẽ là bộ chỉ huy. Đi vào trong khu vườn, tôi thấy một villa hồi xưa độ 4 phòng. Chúng tôi được lệnh đào một hố xí gần cổng ra vào. Nhận lệnh thì phải làm thôi. Điều buồn cười, sau này tôi mới biết là người Bắc không có hố xí tự hoại như ở miền Nam. Nên khi thấy có hố xí sẵn trong nhà thì họ cho là dơ giấy, bắt lắp đi rồi làm một cái khác ở ngay ngoài cổng villa. Đến trại này, khẩu phần ăn gồm có chút ít cơm với rau, sống cũng tạm cầm hơi qua ngày. Một thời gian sau, chúng tôi được lệnh tháo những bị sắt ở phi trường dã chiến sông Mau, nằm cách trại gia binh chừng 2 km. Cứ 4 người phải khiêng cho được 4 tấm trong một ngày, để về làm thêm trại, hội trường, nhà ở.
sau đó là hàng rào để rào lại cho kỹ cái trại tù giam chính mình. Một khi có vị sắt làm hàng rào, ở trong không nhìn thấy gì ở ngoài nữa. Một hôm trên đường đi làm về, chúng tôi nghe một tiếng nổ ầm. Sau đó nghe nói cứu quý Tân bị thương. Tân mới ra trường sĩ quan võ vị Đà Lạt. Anh ta trong một toán bị điều đi tháo dây kẽm gai để giăng quanh trại và đã bị mình cắt đi một chân. Tôi mong ước đi thăm Tân để xem có thể giúp được gì không trong khả năng của mình. Nên một bữa kia, tôi nói với viên y tá Việt Cộng xin gặp Tân. Anh ta dẫn tôi đi, biểu tôi phải đi sau lưng anh ta, giống như đang thi hành một công tác gì đó. Khi đến gần chỗ Tân nằm, viên y tá chỉ tay vào và nói, nửa giờ sau thì về lại trại. Lúc tôi gặp Tân thì chân đã bị cưa rồi. Tôi nhìn anh trong nước mắt và hỏi, em cần tôi giúp đỡ gì không? Tân đáp, nhờ anh nhắn giùm gia đình em. Ngay khi về, tôi ghi ngay những thứ cần dùng trên tờ giấy nhỏ, thuốc trụ sinh, thuốc bổ, bông băng, những thứ cần dùng cho vệ sinh vết thương, sữa. Trong một chuyến thăm nuôi sau đó, tôi nhờ chuyển thư cho gia đình Tân. Sau này, nghe nói cha mẹ Tân tốn nhiều tiền để mua đầy đủ thứ cần dùng cho con, rồi chầu chực ở cổng từ sáng đến tối. Năn nỉ lắm họ mới cho đem vô, ông bà mới chịu về. Tiếp đến chúng tôi học tập chính trị, chương trình học là 10 bài, ngày học một bữa hay một phần 3 bài, cả tổ kiểm điểm rồi thu hoạch. Bài 1, Đế quốc Mỹ kẻ thù của nhân dân. Bài 2, Ngụy quyền là tay sai, cũng là kẻ thù của nhân dân. Bài 3, Ngụy quân là công cụ của đế quốc Mỹ cũng là kẻ thù của nhân dân. Mới học có 3 bài thì anh đại quý tổ trưởng nọ tiết lộ, anh là cháu ruột của Lê Duẩn, mẹ anh ta là chị của Lê Duẩn. Vì thấy sau 30 tháng 4 năm 75, Lê Duẩn phái một trực thăng vào Quảng Trị đón bà ấy ra Bắc. Vậy sao cả gia đình dọn về Sài Gòn? Có lẽ đã ở một villa nào đó do tiếp thu của chế độ cũ. Anh ta đưa một thư của Lê Duẩn gửi cho ban chỉ huy trại và được thả ra. Tổ chúng tôi được một số người nhà gửi cho hạt giống cải. Chúng tôi gieo hạt rồi bán cho những tổ khác, lấy tiền mua đường nấu chè cho anh em ăn. Trong trại tôi có anh Lê Bá Trung, bác sĩ. Một bữa tự lấy serin chích một mũi vitamin C do anh mang theo rồi bị sốc. Cả trại có 3 bác sĩ mà đành bó tay vì không có thuốc men gì cả. May quá, trong lúc hơi tỉnh lại, anh Trung nói trong sách tay của anh còn một chai Sulocotep. Tôi bèn lấy ra chích cho anh. Anh mới qua khỏi. Tôi hỏi anh sao không uống mà chích chi vậy? Anh nói nghĩ là chích có tác dụng nhiều hơn, mà không ngờ. Một buổi sáng tôi nghe tin có mấy người trong trại vừa ngủ dậy, không đứng lên được nữa. Tôi biết đó là triệu chứng của thiếu B1. Tôi hỏi thăm các anh em, ai có mang theo thì mua lại cho mấy anh bị bệnh đó uống. Từ 0,5 gram đến 1 gram, 2 ngày sau thì họ đi được. Trong đám tù cải tạo, một anh tên Vận, người Bắc gốc Lâm Đồng. Có người em đi bộ đội miền Bắc. Hôm nhận thư nhà, anh ta đưa chúng tôi xem một tấm hình đặc biệt. Anh bộ đội đứng bên một chiếc xe đạp, vai mang một radio, cánh tay để vắt ngang qua, nghiêng về phía trước cho người ta thấy cái đồng hồ. Anh Vận giải thích, nó có đủ 3D rồi đó. Tôi hỏi vậy là sao? Anh nói, đó là đổng đài đạp. Tức là đồng hồ, radio và xe đạp, 3 cái là nhất ở miền Bắc. Đám cán bộ biết rằng những người tù cải tạo đều là những người có học vấn cao, cho nên họ ưa nổi với chúng tôi để chứng tỏ mình cũng có trình độ như ai. Một bữa đang học chính trị họ nói, cái mi cà rô đâu rồi? Anh em ngạc nhiên, sao mới biết họ muốn nói cái micro? Một bữa khác trong lúc họ dạy, họ nói, trên này không có la phan. Thực ra họ muốn dùng chữ lao phong, không biết nghe ai nói về đời sống ở Mỹ, họ cũng nổ khi giảng bài. Các anh yên tâm đi về, sau khi đi làm về sẽ có đồ ăn dọn sẵn, mình muốn ăn món gì cứ tự đi lấy về ngồi vào bàn, giống như nhà ăn quân đội Mỹ. Còn các bà ở ngoài đời, đang đứng nấu ăn trên bếp bấm bấm vài cái trên cái bảng là ngoài đồng máy cày chạy tới chạy lui thôi. Nghe vậy một anh hỏi bạn,
Hay không biết như vậy mai mốt mình về sẽ làm cái gì? Ê, bộ mày không biết mày làm cái gì à? Rồi cả hai cùng cười khúc khích. Thường chúng tôi học vài ngày rồi đi lao động một ngày. Một bữa đang lao động, chúng tôi được lệnh tập trung trong hội trường lớn. Mọi người băn khoăn không biết chuyện gì. Té ra nguyên nhân như sau. Có ai đó viết trong nhà cầu câu, đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Rồi có người báo lên trên. Hậu quả là suốt trong 2 ngày, chúng tôi bị ngồi nghe chửi rủa, rồi lại được dỗ dành. Anh nào tự thú thì sẽ được khoan hồng. Nhưng không ai tự thú hết. Tiếp đó họ lại dọa nạt. Chúng tôi đã điện ra Hà Nội, họ sẽ gửi đến một cái máy, thì những hình ảnh cách đây 5-10 ngày sẽ hiện ra hết. Nếu anh nào không chịu tự thú thì trước sau gì cũng bị kỷ luật. Hôm đó, một anh bạn hỏi nhỏ tôi, Ý, có cái máy đó thiệt không? Tôi trả lời, hồi xưa tôi có đọc một cuốn truyện có tựa đề là Máy khám phá thời gian. Đó chỉ là một câu chuyện giả tưởng, chứ không có máy nào như thế cả. Vì để thâu lại những hình ảnh đó, máy phải có vận tốc nhanh hơn ánh sáng là 300.000 km một giây. Hiện nay trên thế giới chưa có máy đó. Thời gian này chúng tôi được đưa đi lao động trồng khoai sắn ở một nơi gần đường rầy xe lửa, cạnh đài viễn thông của phòng 7, Bộ Tổng Tham mưu. Bây giờ chỉ còn những anten, còn phòng ốc bị phá toàn bộ. Mỗi ngày có cả chục chuyến xe từ Nam ra Bắc, chở những vật liệu tháo gỡ, đoàn xe dài dằng dặc. Có những toa hành khách là những người dân mặt mày ốm o, lơ láo, những trẻ em đi chân đất, mặt buồn thiêu đứng ở cửa xe dòng ra ngoài. Có những người dân thấy tù nhân họ thương tình quăng xuống cho kẹo, bánh mì, chuối. Gặp lúc cán bộ có vẻ lơ là, đám tù vội chộp lấy và tiêu thụ rất nhanh. Qua đó ta thấy tình người dân đối với kẻ ngã ngựa thật tràn đầy thương cảm. Một bữa kia, tôi cùng mấy người bạn trong toán phải đi quét dọn cho một y tá dời qua phòng khác. Trong phòng có một giường khám bệnh, một tủ kim loại bằng sắt tây, một ít thuốc, một khẩu K54. Trên bàn có những chai lọ đựng thuốc. Tôi để ý thấy có một chai đề ABC. B là B bò. Tôi bèn hỏi, cố ý chọc quê người y tá. Ở miền Nam chỉ có thuốc ABC thôi. P tức là B phở. Viết từ chữ đầu của ba loại thuốc aspirin, penicillin và caffeine. Còn ở miền Bắc chữ ABC là loại thuốc gì vậy cô? Cô y tá Việt cộng ngó tôi rồi im lặng bỏ đi. Có hôm toán tôi được lệnh đi dọn cầu tiêu gồm 5-6 cái cho đám cán bộ. Cầu đó là loại tự hoại. Công việc là gom giấy rác đốt đi và xối nước làm vệ sinh. Nhìn lên tường tôi chú ý mấy chữ về nội quy nhà cầu. Các đồng chí hãy bỏ các giấy, các đất cục đá, lá cây và cành cây vào thùng sau khi đi cầu. Điều đó chứng tỏ đám cán bộ kia phải dùng những vật liệu kia. Trời ơi là trời! Cái gì mà sao có đất cục nữa? Một hôm, một người bạn dẫn tôi đến thăm một anh bạn từ Lâm Đồng xuống ở gần đó. Đến nơi, gặp lúc mấy anh đang nấu trong một cái thau những thức ăn dành cho gia súc như bắp, đậu, lúa mạch xay nhỏ. Họ mời chúng tôi ăn, vì đói nên ăn vào thấy ngon ghê. Sau khi học xong 10 bài, một bữa toán tôi được chuyển về núi Tà Dung gần Phan Thiết. Chúng tôi được ở trong một dãy nhà trên đường đi vào núi Tà Dung. Bên tay phải, những ngày đầu sau khi lãnh phần ăn sáng, họ dẫn chúng tôi qua núi Tà Dung và đến một vùng gọi là Bầu Trắng. Sau đó tản vô rừng để cắt tranh, đóng cây để làm một số dãy nhà. Buổi trưa có toán nấu ăn, ăn tại chỗ, chiều về trại ở ngoài. Mỗi ngày sáng đi chiều về, chúng tôi đi lao động như thế một thời gian. Riêng có 2 người ngày trước ở trong toán gò trong trại Sông Mau được giữ lại và giao công việc gò thùng gánh nước và son. Một bữa, một anh cán bộ nói với anh đó, làm cho tôi một cái hòm. Anh trại viên nghe mà sẵn hồn, hỏi lại và được nói lại y chang câu ấy. Sau này mới hiểu ra chữ hòm nghĩa là rương hay vali. Hôm sau, anh ấy được dẫn đến cái trailer nằm trên đường dẫn về núi Tà Dung và biểu lấy tôn của trailer để làm rương. Anh vừa làm xong thì những cán bộ khác cũng đòi làm như vậy. Và mỗi người còn đòi đục thêm cho có hình ngôi sao ở mặt trên cái rương. Chừng 2 tháng sau,
Khi chúng tôi chuyển hẳn vào sau núi Tà Dung, cái trailer chỉ còn là một bộ xương với những miếng đệm lót đung đưa theo gió. Trong thời gian đi đi về về để lao động như mọi ngày, một bữa trời bỗng chuyển mưa, tên cán bộ la lớn, khẩn trương lên! Tụi tôi ngạc nhiên kinh hãi không biết chuyện gì, nguy hiểm lắm mà phải khẩn trương. Sau này mới hiểu ý của cán bộ, các anh phải đi nhanh lên, không có gì quan trọng cả mà họ cũng dùng chữ đao to búa lớn. Khi nhà tranh đã làm xong, chúng tôi được lệnh về ở hẳn tại Bầu Trắng, sau núi Tà Dung, nhìn xa xa hai bên triền dốc là đồi cát. Bầu Trắng là một vũng chạy từ chân núi Tà Dông ra xa khoảng 5 km, chiều rộng khoảng nửa km. Ở mặt trên của bầu này, lá cây rụng từ bao nhiêu năm, gió thổi tấp đầy trên ao làm thành một cái bè đồ sộ. Rồi cây lát mọc lên trên cao khoảng 1,5 mét. Nhiệm vụ của chúng tôi là cắt những cây lát này rồi đem lên bờ, hay đạp lúng xuống nước. Còn nước ở đây thì đen ngòm, hôi thối vô cùng và đầy cả đĩa. Có con dài chừng 20 cm, màu trên đen dưới xanh. Có loại nhỏ lúc nhúc dưới nước vì bị đĩa cắn nhiều lần quá. Chúng tôi bèn kiếm những bao cát cũ may bọc bằng chân lại, còn quần dài thì kiếm dây cột tấm ống để chống đĩa. Dưới nước còn có những sinh vật chúng tôi gọi là cà tốt, nhỏ chỉ bằng đầu cây kim, con mẹ thì hơi to hơn. Bơi xung quanh nó có những đàn con nhỏ nổi trên mặt nước. Nếu ta bị cắn, lúc đầu không để ý, nhưng sau cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Vết thương sưng lên, điểm giữa lõm xuống có một chấm đỏ. Mình cứ tưởng là bầm máu mà thôi. Nhưng sinh vật quái quỷ vẫn còn nằm ì ở đó, ngứa vô cùng. Chỉ đến khi mình gỡ nó ra, nó mới lìa khỏi thân mình. Về sau có kinh nghiệm. Mỗi khi làm xong, tôi lấy xà bông giặt chà xát từ ngực trở xuống, xem có con nào bám vào không. Nếu không thì ngứa chịu không nổi. Một hôm, đang làm lao động, bỗng tôi giật mình, muốn lạnh người. Một con rắn đen đang len giữa hai chân. May mắn cho tôi là chưa bị rắn cắn. Trường hợp bị rắn cắn đã xảy ra cho một số người, như một anh trại viên người Lâm Đồng. Lúc thò tay cầm lát rồi lấy lưỡi hái cắt, đã bị rắn cắn. Anh la lên, người ta dìu anh vào bờ vì không có thuốc để chữa trị nên họ để anh nằm, cởi áo anh ra và khuyên nên bình tĩnh. Lúc đầu anh nói hơi tê nơi bàn tay rồi tê đến cánh tay, sau tê nguyên cả tay. Chúng tôi chỉ biết trấn an anh, lát sau nghe anh nói nhức đầu quá và hơi thở nhanh. Chúng tôi chẳng biết làm gì hơn, lấy quạt quạt cho anh. May mà không phải rắn độc nên sau 2 giờ anh có vẻ bình thường trở lại và thoát chết. Anh ấy là đại quý trưởng khối chuyên môn của nha địa dư Đà Lạt. Về sau, để đề phòng vụ rắn cắn, tôi cẩn thận hơn. Trước khi cắt, tôi quay lưỡi liềm xem thử có con rắn nào thì để cho nó chạy trước mới thò tay xuống nắm bó lát mà cắt. Khi cắt lát xong, phần còn lại là một bè lá cây dày đậu 3 tấc. Nửa nổi, nửa chìm trên mặt nước. Chúng tôi phải cắt từng miếng to, lật úp lại, để cho nó thối rửa ra. Sau đó một toán khác lấy đất đắp ngang qua cái bầu đó, thành những thửa ruộng ngập nước. Tiếp đến, chúng tôi bắt đầu tháo nước ở khúc dưới ra từ từ, để rồi bùn cây mục lắng xuống. Thời gian này, một số anh em đói quá. Có những anh em phải lặn xuống hồ, móc lên những củ sen, luộc rồi ăn. Có anh hái hậu cùm thảo, bữa đó đó hái được khoảng nửa lon gigo. Nhiều người biết đó là loại độc vô cùng, nên can ngăn nếu không sẽ chết. Sau khi xả hết nước ra, những rễ cây mục rồi, đến lúc phải làm trâu, họ bắt 6 người làm một toán. 5 người kéo cái bừa đi đằng trước, 1 người cầm cái bừa điều khiển ở đằng sau, để bừa những thửa ruộng đó. Tập thứ nhất đến đây chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 2.